cùng đến với đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022. Thank you. Thưa quý vị, đêm ngày hôm nay là một đêm vô cùng đặc biệt. Đêm để chúng ta có thể tri ân, vinh danh sự nỗ lực của các TikTok creators, bởi vì họ đã luôn dám thể hiện cá tính của mình bằng những nội dung tích cực, gần gũi, hữu ích với nội dung chất lượng cao và đã truyền cảm hứng đến với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta chính thức bước vào đêm ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị thân mến, trong 2 năm qua, những nhà sáng tạo nội dung TikTok đã liên tục chia sẻ và tạo ra những nội dung truyền cảm hứng đầy ý nghĩa và có giá trị. Chúng ta đến từ mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Mỗi người đều có một cái góc nhìn riêng, cá tính riêng, câu chuyện riêng và ai cũng tỏa sáng theo cách riêng. Bằng tất cả sự mến mộ, trân trọng và yêu thương, xin tôn vinh và tri ân những nhà sáng tạo nội dung TikTok, những nỗ lực, cá tính đầy cảm hứng và mang tính độc bản. Together, we celebrate authentic you! Cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật, các xu hướng đáng chú ý và cùng với đó là những thay đổi tích cực được tạo nên bởi người dùng và cộng đồng trên nền tảng trong năm 2022. Và thưa quý vị, để có thể tạo nên được hành trình 2 năm đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin được trân trọng gửi một lời cảm ơn đến các đối tác, các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung TikTok và đặc biệt là sự lan tỏa của toàn bộ người dùng TikTok Việt Nam. Và thông qua đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022, chúng tôi mong muốn có thể lan tỏa nhiều câu chuyện hơn nữa tới quý vị. Và chắc chắn đây sẽ là một đêm vô cùng ý nghĩa. Và chúng tôi hy vọng rằng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng người dùng TikTok, những người được truyền cảm hứng để tiếp tục truyền cảm hứng. Thưa quý vị, và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt, phải không Khánh Vy? Chắc chắn là như thế rồi ạ. Thưa quý vị, một tiết mục mở màn được dàn dựng chỉ dành riêng cho đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022. Những nốt nhạc đầu tiên, những cảm xúc lắng đọng. Một màn kết hợp giữa những giọng ca từ trái tim tới trái tim. Quán quân The Masked Singer Việt Nam, Osen Ngọc Mai, TikTok Creator Chi Xê. Hãy cùng thông điệp, cùng nhau chúng ta tôn vinh những giá trị sáng tạo độc bản. Together, we celebrate authentic you. Từ khi dùng TikTok em mới biết yêu thật nhiều. Em là em, chính em luôn khác biệt. Biết cuộc đời đẹp lắm, biết yêu thương và sẻ chia. Biết sống hết với chính em mỗi ngày. Và khi đôi mắt đang dõi theo từng giây, còn tim đam mê đang sáng lên từng ngày. Chẳng cần mơ những thứ quá xa, sống hết với chính ta thôi mà. Và bạn bè chung niềm tin, cùng bên nhau chia niềm vui. Một cộng đồng ta tạo ra, chỉ đã yêu thêm mọi người. Kể cuộc đời ai dèm pha, biết là ta luôn là ta. Hóa ra ta có thể vui được là mình. Người ta nói những đứa cuồng cứ lao đầu vô tấp tấp, quan tâm chỉ lời cay đắng. Họ đâu biết ta tin điều gì. Làm mình tuyệt vời, tôn vinh, kết nối, tin vào nhau. Lời đầu tiên sao em xin gửi lời cảm ơn đến TikTok Việt Nam, tất cả những khán giả đã từng ủng hộ em, người thân, bạn bè đã ủng hộ và bên cạnh em trong suốt những thời gian vừa qua. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ cho em trong suốt những năm vừa qua. I love you, TikTok Việt Nam. Được có bạn ở đây ngày hôm nay đã là một cái gì rất là vinh dự rồi. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã và đang luôn luôn theo dõi mình, cộng đồng các bạn mà đam mê công nghệ và tất cả những người thân, bạn bè luôn dõi theo cái hành trình xây dựng TikTok của mình và cả hiện tại và tương lai nữa. Một lần nữa thì cảm ơn TikTok Việt Nam rất là nhiều. Đặt
đại diện thay mặt cho TikTok Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chính phủ, các hội, các hiệp hội cũng như các cái tổ chức phi chính phủ đã đồng hành và hỗ trợ cho TikTok trong suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn. Thay mặt TikTok Việt Nam, Tiffany xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị nhà báo, các đơn vị thông tấn báo chí cũng như các đối tác đã ủng hộ và hỗ trợ TikTok trong những năm vừa qua. Thay mặt TikTok Việt Nam, xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các nhà sáng tạo nội dung, các anh chị em nghệ sĩ, các đối tác phát triển nội dung của TikTok tại Việt Nam trong tất cả mọi lĩnh vực từ âm nhạc, giải trí, thể thao, học thuật và vân vân, đã góp phần tạo nên một TikTok đa dạng, phong phú và cực kỳ sáng tạo như hiện nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho Trang xin phép gửi đến mọi người một cái lời xin lỗi vì việc đón tiếp chưa chu đáo, nhưng mà Trang hy vọng là chương trình sẽ giúp mọi người có thể có một cái không gian đi vinh danh thật là vui vẻ. Và Trang xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người cũng như người dùng và nhân viên TikTok đã nỗ lực hết sức cho đêm ngày hôm nay. Xin mọi người thứ lỗi và cũng xin mọi người có thể dành thời gian để enjoy đêm nay. Xin cảm ơn mọi người. Cùng nhau gọi tên người tạo ra diệu kỳ, cảm hứng sương vui, niềm tin hy vọng. Cùng nhau gọi tên người cùng ta tâm sự, được thấy chính ta, cảm xúc chân thành. Còn cùng với Khánh Vy xin được gửi lời chào trân trọng, thân thương, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Thưa quý vị, có thể nói TikTok là một cộng đồng luôn mang đến và luôn lan tỏa những giá trị tích cực. Và để có thể làm được điều này thì TikTok rất cần có sự song hành của các nhà sáng tạo và người dùng. Và để tạo nên được những nội dung truyền cảm hứng đó, có thể nói là các TikTok creator họ đã luôn nỗ lực để có thể tạo nên được những nội dung độc bản, đa dạng, đa sắc từ những điều bình thường nhất, dung dị nhất và nhỏ bé nhất.
Và bất kể bạn đến từ đâu, bạn là ai, dù chúng ta có những ước mơ như thế nào, chỉ cần chúng ta có lòng nhiệt huyết, sự cố gắng, thì cơ hội để chia sẻ và tỏa sáng cho các bạn vẫn luôn ở đó. Và TikTok đã mang đến cho chúng ta những cơ hội như vậy. Với TikTok, chúng ta cảm thấy được vui, được học, được chia sẻ, được lắng nghe, được kết nối, được thuộc về trong hành trình phát triển của cá nhân và cho cả cộng đồng. Hàng triệu lời cảm ơn xin gửi tới những nhà sáng tạo nội dung TikTok, tới những người dùng TikTok cũng như đội ngũ TikTok Việt Nam. Và chúng tôi xin được gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị vì đã và đang cùng tạo nên một cộng đồng lạc quan, tích cực, độc bản, sẻ chia. Thưa quý vị, có thể nói trên hành trình phát triển của mình, TikTok có thể đạt được sự phổ biến sâu rộng và tiếp nhận tích cực từ cộng đồng người dùng tại Việt Nam nhờ vào sự đóng góp hỗ trợ rất lớn từ các đối tác truyền thông và tin tức. Và chính vì vậy thì trong phần đầu tiên của đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022, chúng tôi xin trân trọng dành hẳn hai hạng mục danh giá đầu tiên để có thể tôn vinh và khích lệ những sự đối tác và hỗ trợ đấy. Vâng ạ, thưa quý vị, trước khi đến với hai hạng mục đầu tiên này thì Thanh Thanh Huyền xin được hỏi Khánh Vy là cảm xúc của em khi mà đến với đêm ngày hôm nay thì em cảm thấy như thế nào? Cảm xúc trước hết của em đó là em rất mê bởi vì em đứng cạnh người đẹp của lòng em. Miss Charm Việt Nam 2023 Thanh Thanh Huyền, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Vy cũng là một cô gái mà Thanh Huyền theo dõi rất là lâu. Nhưng mà để nói thật là để có thể tạo nên được Huyền và Vy ngày hôm nay, Huyền và Vy rất là cảm ơn tất cả quý vị bởi vì đã đăng ký theo dõi kênh. Hoặc là có những quý vị không đăng ký theo dõi kênh nhưng mà quý vị vẫn luôn dành một cái sự ủng hộ không chỉ cho Vy, không chỉ cho Huyền mà còn là những nhà sáng tạo nội dung khác. Và không có TikTok Việt Nam chắc chắn là sẽ không có chúng ta, không có chúng tôi. Những lời nói thì không thể diễn tả sự chân quý, tri ân và biết ơn của chúng tôi dành tặng cho TikTok Việt Nam và hy vọng rằng trong thời gian tương lai chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ với TikTok Việt Nam. Thưa quý vị, và đêm hôm nay là một đêm vô cùng đặc biệt, cùng với những phần vinh danh thì chúng ta cũng sẽ có những tiết mục trình diễn. Và Thanh Huyền tin đây cũng sẽ là những tiết mục có thể chạm tới trái tim của chúng ta. Bởi vì Huyền đã theo dõi và đã có mặt trên nền tảng TikTok từ rất là lâu. Và Huyền cũng yêu mến rất là nhiều những TikTok creator tại Việt Nam. Huyền cảm thấy một điều kỳ diệu từ TikTok đó là có thể tìm ra và là một nơi để những người rất là bình thường họ có một nền tảng để có thể thể hiện bản thân của mình, cái cá tính của mình. Mình rất là cảm động khi mà nhìn thấy những người, ví dụ như là những cô đang bán ở chợ chẳng hạn, cô có những cái tài năng đặc biệt. Dạ. Và cùng với đó, TikTok đã phát hiện nên rất là nhiều những nhân tố mới cho làng giải trí của Việt Nam. Và đồng thời cũng có những câu chuyện về gia đình cũng đang được chia sẻ trên TikTok. Cá nhân của Huyền cảm thấy TikTok là một nơi đã mang tất cả chúng ta đến với nhau. Còn Vy thì sao em? Chắc chắn là như thế rồi ạ. Và ngày hôm nay khi mà đứng trên sân khấu này, tại vị trí này thì hai chị em chúng mình có một cơ hội rất là tốt để có thể chiêm ngưỡng những gương mặt rất nổi bật, có tiếng nói trong cộng đồng của TikTok. Chúng ta có thể thấy đây đó là Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Hoàng Dũng, anh Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi anh, hôm nay anh tinh tế quá, anh không ra vẻ nữa hả? Dạ, hôm nay anh Lê Dương Bảo Lâm rất là đẹp trai. Và cùng với Thanh Thanh Huyền có thể thấy là ở phía dưới kia. Dạ, con chào cô Bạch Tuyết. Dạ, chào cô. Em còn thấy ai trong hàng ghế khán giả nữa? Em còn thấy người chú của em và cùng năm sinh tháng sinh của em ngày 21 tháng 8, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc ạ. Chắc là tí nữa sẽ phải áp dụng một câu rất là viral của anh Xuân Bắc trong thời gian gần đây. Dạ, khi ngôn từ bất lực thì hãy để âm nhạc lên tiếng, đúng không anh? Dạ, dạ, đó là một cái điều rất là đặc biệt của TikTok khi mà Thanh Huyền thấy là có những cái trend về âm nhạc nè, có những cái điệu nhảy hoặc là có những cái bài hát mà chúng ta bỗng nhiên được nghe lại, chúng ta lại yêu mến một lần nữa. Và chắc chắn là chúng tôi có thể dành hàng giờ để ngồi kể và ngồi tôn vinh những gương mặt đang có mặt tại đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hạng mục trao giải đầu tiên. Hãy cùng đến với hạng mục kênh thông tin báo chí của năm, News Media Channel of the Year. Thưa quý vị, và hạng mục đầu tiên của đêm ngày hôm nay, News Media Channel of the Year, kênh thông tin và báo chí của năm. Với hạng mục này, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, nhà báo Lê Quang Minh và cùng với đại diện của TikTok Việt Nam.
Xin mời nhà báo Lê Quang Minh cùng với đại diện TikTok Việt Nam ông Nguyễn Lâm Thanh sẽ công bố. Người thắng giải xin chúc mừng. Mời anh Minh nha. Trang tin hàng đầu dành cho giới trẻ. Tin.vn. Xin chúc mừng tin.
Kính thưa quý vị, 2 năm một hành trình với 11 giải thưởng sáng tạo. Chúng ta vô cùng tự hào khi là TikTok Creators Việt Nam và chúng ta tự hào khi đã tạo ra những nội dung truyền cảm hứng, tạo ra được những xu hướng cho cộng đồng. Và như chị Thanh Thanh Huyền và Khánh Vy đã hứa, tiết mục cuối cùng trong đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022 sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt được dàn dựng dành riêng cho đêm ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tiết mục món quà đậm chất văn hóa Việt Nam, một cái kết rực rỡ đầy sắc màu Việt. Xin mời. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Chiếc cờ 63 tài sản của
Chúng tôi muốn gửi